Vâng, em Chiến chào tất cả các bác nha. Chúc các bác có một ngày mới tràn đầy niềm vui và cùng công việc tốt. Thì sau đây em có về được 4 con Yamaha BC2002 monitor sử dụng 16 sò sắt, cực kỳ là mạnh mẽ, và chất âm của nó thì rơi vào huyền thoại rồi, không cần giới thiệu nhiều nha các bác. Những con này quá là quen thuộc với các bác rồi. Thì lâu lâu nó mới có hàng, thì nay về được 4 con hàng tuyển về, 4 con đều có độ đẹp xuất sắc như nhau. Con này dây nguồn nên em không kém điện được, ô kém nó hết lỗ mất rồi. Thì nên em kém được 3 con, thì nó lên đèn cũng y như 3 con nha các bác. Hai đồng hồ vô và hai vi tinh chỉnh với một thiết kế rất là hầm hố. Với thiết kế này thì nhiều hãng về học hỏi, như là Aquafay cũng nhận Pro 5 nó cũng học hỏi về thiết kế của Yamaha nha các bác. BC2002M giá là 12 triệu một con nha bác, được này về 4 con. Bác nào đang chờ đợi những con này thì liên hệ cho em Chiến để em Chiến gửi hàng cho các bác nha. Đối với các bác ở xa, những sản phẩm này các bác muốn mua hàng, các bác cọc tiền khoảng 2 triệu thì còn số tiền còn lại thì em gửi hàng tới nơi. Các bác nhận hàng và thanh toán, các bác lưu ý cho em nó sử dụng điện 100V, tại vì nó là hàng nội địa của Nhật, chuyên sử dụng trong những phòng thu và cao cấp, những phòng test âm, vì chất âm của nó rất là hay, cũng như là có một cái đất đẹp trưng bày nhờ hai đồng hồ vô phía trước và thiết kế rất là hầm hố. 4 con này về hàng tuyển rất là đẹp nha các bác, xuất sắc luôn nha. Giá 12 triệu nha các bác. Đẹp kê cho bé. Là có phía sau của nó này. Rất là đẹp. Còn quay còn đồ đầy đủ hết nhá. Tại vì những sản phẩm em chuyển tiền về thì các bác yên tâm. Tất cả là máy bãi về chưa qua tay người sử dụng Việt Nam, và hầu như những bác nào mà sở hữu em này đều để dành và nghi và chơi gia đình thôi, chứ ít khi mà hoặc là bán cho ai hoặc là nâng cấp gì hết trơn nha. Nên là không có hàng về nhiều, nên đợt này về được 4 con. Thì bác nào lấy thì cứ liên hệ trực tiếp cho qua hai số điện thoại ở trên tấm biển kia, và chốt sản phẩm thì em gửi hàng tới nơi cho các bác. Và em mời các bác nào chưa đăng ký kênh để luôn được cập nhật những video mới nhất và được nghe những bản nhạc test của em vào những đêm tối, thì đi ấn vào nút đăng ký kênh ở góc phải màn hình, thì những video em đăng tải cho các bác sẽ được bắt kịp. Và khi các bác yêu thích sản phẩm nào thì các bác cứ liên hệ cho em, thì giao dịch thì em sẽ gửi hàng tới nơi cho các bác thôi. Đây các bác thấy đồ đẹp hả? Cũng như là cái mạch thẩm mỹ của nó rất là đẹp nha, thiết kế cực kỳ là ngầu luôn. Giá 12 triệu nha các bác, những con này chơi gia đình thì không phải bàn rồi. Đánh lo full, lo boss, lo BMB, lo swing Vega, vân vân vân. Vừa nghe nhạc vừa hát karaoke, đây là một trong những con bao rất là hot. Và sau đây em sẽ mở nắp hai con phía trên để các bác cùng tham khảo về cái đồ đẹp đó nha. Những con này em tuyển về là sexy là mới tinh đấy nha các bác, tại vì nó đúng là hàng chất bãi về, chưa qua tay người sử dụng Việt Nam. Các bác là người sở hữu đầu tiên và có thể làm giấy tờ cho nó, khi nào các bác có chuyển nhượng cho anh em nào trong gia đình thì các bác có thể sang tên. Đó là bác là người sử dụng đầu tiên. Thì sau đây em mở để các bác cùng tham khảo bên trong nha. Nó sử dụng mặt hai bo. Vâng, sau đây em mời các bác xem cấu hình bên trong của những con Yamaha BC2002M. Thì những bác đã xem kênh của em thì sẽ đã quen thuộc với những dòng này. Thì năm trước em có về một lô 12 con, rất là đẹp luôn. Đợt này năm này về được 4 con nha các bác. Đây là cấu hình em, nó sử dụng hai bo âm sắc cho mỗi vế. Trang bị rất là kỹ, tăng phô xuyến hay là phần nguồn. Các bác thấy đồ đẹp của nó nha. Sexy mới tinh nha các bác. Các bác thấy sexy này, sáng bóng nha. Đấy, bác nào yêu thích thì liên hệ cho em Chiến nha. Chỉ có 4 con duy nhất về trong đợt này. Từ đầu năm đến giờ chỉ có 4 con nha các bác, rất là đẹp luôn. Ôi, em Chiến xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo nha. Cảm ơn các bác đã dành chút thời gian cũng như là đã theo dõi kênh và xem video này.